Nam Mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Giác Lợi Vlog cũng như xem kênh Thần Tài Giải Trí. Kính chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh luôn được niềm vui an lạc, gia đạo luôn được bình an, may mắn hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Mang tính chất là tham khảo, nếu như anh chị em chúng ta tham khảo thấy có hữu ích, nhớ chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với Giác Lợi. Hôm nay Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Mùi tháng 12 âm lịch năm 2024 cho tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh để chúng ta tham khảo về cái mặt nào đó trong cái tháng 12 âm lịch, cái tháng chạp này thuận lợi may mắn, anh chị em chúng ta cũng có thể nắm bắt phát huy thêm. Về cái mặt nào đó nó không được thuận lợi thì anh chị em cũng có thể chủ động hơn cho cái tháng mới được nhiều niềm vui, cho được may mắn hơn. Tuổi Mùi trong cái tháng 12 âm lịch này được dự đoán là biến động khó nắm bắt, tiềm tàng nhiều cái quả tiểu nhân. Đó là cái câu nhận định chung cho quý anh chị em chúng ta. Biến động khó nắm bắt, tiềm tàng nhiều cái quả tiểu nhân trong cái tháng 12 âm lịch này. Cái tháng 12 âm lịch là cái tháng Sửu, tháng Giêng ăn Tết, chúng ta là tháng Dần, cho nên là tháng 12 âm lịch này là tháng Sửu, gọi là tháng Chạp và tháng Sửu, thành tức Sửu Mùi, cho nên là nằm trong cái bộ mà xung khắc của anh chị em. Xem cái tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Mùi, tháng cuối cùng của năm 2024 này sẽ là một khoảng thời gian hung cát đan xen, có mai có rủi với những người tuổi Mùi, vận trình nhiều biến động, lúc thì rất tốt, lúc thì lại đi xuống không ngừng, rất là khó nắm bắt cái trong cái tháng 12 âm lịch này. Chịu sức ép từ cái cục diện tương xung, chịu sự của những anh chị em tuổi Mùi có thể phát triển như mong muốn, nhưng mà cũng có khi lại chẳng thuận theo ý của mình, nó cũng không có được may mắn. Nói chung là xấu tốt đang xen, đã vậy còn tiềm tàng quả tiểu nhân ngán đường, phá hoại công sức, làm tổn hại thanh danh. Thời điểm này sự bình tĩnh và thận trọng sẽ giúp đỡ cho người tuổi Mùi tránh được những cái rủi ro đáng tiếc, tránh nóng giận mà đẩy sự việc đi quá xa, không có tốt, không có lợi cho quý anh chị em tuổi Mùi. Dù đã cận kề Tết nhưng người tuổi Mùi vẫn chưa thể yên tâm với các khoản thu nhập hiện tại của mình, hung giận lớn nên số tiền bạc dễ bị thất thu, đề phòng bị kẻ tiểu nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản mệnh cũng đừng dội tin người ngon ngọt của kẻ xấu mà cho vay mượn tiền, hoặc là dồn hết tiền để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, dễ có nguy cơ trắng tay đối với quý anh của chúng ta. Trên cái phương diện tình cảm cũng dễ xuất hiện trục trặc, đôi bên dễ hiểu lầm, hoài nghi, cãi giả liên miên. Tết Nguyên Đán đã đến gần, vợ chồng nên kiềm chế cảm xúc, kẻo Tết đến xuân sang mà ai cũng ngủ rũ, ảnh hưởng không khí cả gia đình của mình trong cái năm mới. Cái sức khỏe trong tháng này không có vấn đề gì phải đáng lo, dù vậy bạn vẫn nên chăm sóc cơ thể cẩn thận, đặc biệt cần chú ý đến vấn đề tham gia giao thông trong cái tháng mà chúng ta bị cái tháng gọi là củ mật trong này, tháng 12, tháng chạp gọi là tháng củ mật của quý anh. Theo như cái tử vi tháng 12 âm lịch, vận trình tháng mới của người tuổi Mùi bị cục diện tương xung chi phối, sự nghiệp được dự báo có nhiều biến động theo cả chiều hướng tốt lẫn xấu, còn tùy thuộc vào cái phước đức của anh chị em. Nhưng cát thì ít mà hung thì nhiều, bản mệnh nên hành sự thận trọng, luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo để không phạm sai lầm đáng tiếc nào đối với quý anh chị chúng ta. Mặc dù trong công việc đã được tiến hành theo kế hoạch đã định nhưng bước phát triển không quá lớn, dù bản mệnh đã có sự chăm chỉ và nỗ lực cũng không xông xáo khi cần, nhưng không được đánh giá rất là cao, nhiều thời điểm đành phải chấp nhận thực tại, thực tế. Đã vậy đây còn là tháng cận Tết nên chắc chắn khối lượng công việc tăng lên rất đáng kể. Con giáp tuổi Mùi thường phải tất bật cả ngày, luôn tay luôn chân,
rất là vất vả trong cái tháng mùa chạp này. Đầu tháng có thể coi là dễ thở hơn đối với người tuổi Mùi, nhất là tuần lễ đầu tiên và tuần lễ thứ hai trong tháng. Từ giữa tháng trở đi sẽ luôn là tiềm ẩn nhiều điều phiền phức, lúc này bạn cần có cái phương án dự phòng và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chúng ta có thể gặp bất cứ khó khăn nào mà chúng ta xử lý tình huống cho tốt hơn đối với quý anh của chúng ta, quý chị của chúng ta. Tháng này còn nhiều tiềm quả tiểu nhân ngăn đường, phá hoại công sức, làm tổn hại thanh danh. Thời điểm này sự bình tĩnh và thận trọng sẽ giúp cho bạn rất là nhiều, tránh nóng giận mà đẩy sự việc đi quá xa. Tháng này cũng không thích hợp để mở mang công việc mới, bạn vẫn nên làm tốt những việc được giao phó trước, mất thì hơn. Nên làm những công việc mà trước mắt của chúng ta thì hơn, chúng ta tránh làm những công việc mới, để ra Tết rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Thời gian này bạn chưa đủ hào hứng để cần thiết để theo đuổi mục tiêu mới, khó khăn liên tục dồn dập thì rất dễ nản chí, có thể từ bỏ hết mọi nỗ lực và công sức xây dựng kế hoạch từ trước đó một cách lãng phí. Rồi bước qua cái năm mới chúng ta phạm tam tai, cho nên là quý anh chúng ta hợi mạo mùi là bị tam tai vào năm tỵ ngọ mùi, nhớ qua năm. Cái tài lộc của tuổi Mùi trong cái tháng 12 âm lịch này không mấy khả quan. Dù đã cận kề Tết nhưng người tuổi Mùi vẫn chưa thể yên tâm với các khoản thu nhập hiện tại của mình. Xung thái tới gây ra cái hung vận lớn nên tiền bạc dễ thất thu, có thể còn xảy ra tranh chấp kinh tế mà phần thiệt dễ thuộc về phía của anh chị em chúng ta. Áp lực tài chính tăng mạnh, khoản thu vào thì ít mà chi ra lại rất nhiều, vừa dùng cho công việc, vừa dùng sắm sửa cho trang bị, chuẩn bị nhà cửa đón Tết, cho nên có khoản hao hụt cũng rất là nhiều, chi rất là nhiều. Với những người có ý định đầu tư lúc này thì bản mệnh đừng nóng vội đưa ra những quyết định nào đó, e rằng sẽ nhận lấy thất bại, làm ăn phải biết điểm dừng, càng tham quá độ thì dễ gặp rủi ro. Chọn người hợp tác cũng quan trọng không kém, bạn nên tìm người hợp với mệnh của mình hoặc là hợp với tuổi đó. Không phải người nào cũng đầu tư cũng hùng hợp được, cho nên chúng ta cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bạn còn được nhắc nhở là nên đề phòng bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tiền của. Trong cái tháng này quý anh quý chị chúng ta có đám tiệc tùng gì đó, chúng ta hạn chế đeo những trang sức quý giá đi ra ngoài, bởi vì cái tháng cận Tết này rất là nhiều kẻ xấu, nó sơ hở là nó sẽ có thể là ảnh hưởng đến hao hụt tiền bạc của chúng ta. Chúng ta đừng nên đeo những đồ trang sức quý giá, nhất là những chị đó. Chúng ta đi đám tiệc rồi chúng ta cẩn thận, chúng ta đừng nên khoe mẽ nha, nhớ cẩn thận. Những người kinh doanh buôn bán doanh nghiệp nhỏ lẻ nên tận dụng mùa Tết để kiếm lợi, có các tin thực thần dẫn tốt, bạn vẫn có thể nắm bắt thời cơ tốt, biến thách thức thành cơ hội để gặt hái thành quả như ý. Nhìn chung tháng này bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tình trạng dung tiền quá tráng. Sau lục hại mang đến cái hạn hao tài tốn của trong cái tháng này, dẫu biết rằng năng lực làm việc kiếm tiền của tuổi Mùi rất vững rất tốt, nhưng nên học cách tích lũy để không phải vất vả thăng trầm quá nhiều khi đầu năm mới bước qua. Trong chúng ta có thể là chúng ta tích lũy thì sẽ tốt cho chúng ta hơn. Tình duyên của tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch này bị cái tương xung án ngữ nhiều thăng trầm cho các mối quan hệ tình cảm, đời sống tinh thần cũng có nhiều chuyện không như ý, khiến cho con giáp này dễ mệt mỏi và chán nản trong cái vấn đề tình cảm của mình trong cái tháng 12 âm lịch này. Mâu thuẫn liên tục xuất hiện giữa các cặp vợ chồng thì thường xuyên trái ngược quan điểm, nhiều vấn đề đôi khi còn to tiếng trước mặt con cái và trưởng bối. Tình hình này kéo dài sẽ không tốt, Tết Nguyên Đán đã đến gần, vợ chồng nên kiềm chế cảm xúc, kẻo Tết xuân sang mà ai cũng ngủ rũ, ảnh hưởng đến gia đình, không khí không được tốt cho năm mới. Có nghĩa là đầu năm mà hai vợ chồng mặt hầm hầm, thịt bầm nấu cháo, không ai nói tới ai thì nó cũng đâu có may mắn. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên hóa giải, dung đắp chuyện tình cảm cho tốt hơn. Trước tốt hay xấu chúng ta cũng nên nhẫn nhịn với nhau, nên nhìn bao dung hơn. Con đường chúng ta đã chọn thì dù có chông gai, có thử thách, chúng ta cũng cần phải bao dung hơn để chúng ta đi tiếp tục con đường của chúng ta.
Để giữ hòa khí trong gia đình, cả hai nên nhường nhịn nhau nhiều hơn, cũng như câu dạy của người xưa: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào thê. Là người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ hẹn hò cũng rất dễ dở mộng. Để tránh trở thành người chịu nhiều tổn thương, bạn không nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu, bởi nó vốn không chỉ có một màu hồng như bạn tưởng tượng. Hãy để cho tình yêu nảy nở và phát triển tự nhiên, đừng đốt cháy giai đoạn. Không phải ai cũng có thể yêu nhanh cưới gấp, cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín mùi. Khi mà cả hai thật sự yêu thương và hiểu nhau, khi đó chuyện gì sẽ đến, lúc đó cái phúc duyên chúng ta đến thì chúng ta mới tiếp tục được. Chứ còn nếu mà chúng ta không có nhẫn nại, chúng ta dỗ dàng thì nó cũng sẽ không có tốt đối với quý anh chúng ta, quý chị chúng ta. Tiếp theo là cái sức khỏe của anh chị em tuổi Mùi trong cái tháng chạp, tháng cuối cùng của cái năm Giáp Thìn này. Tình hình sức khỏe cần được quan tâm thêm nhiều hơn nữa. Dù không xuất hiện bệnh nào nặng trong tình huống nguy cấp, nhưng cần tắc vô áy náy, cần tắc vô áy náy, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Đặc biệt là cần chú ý vấn đề tham gia giao thông trong tháng cũ mật này đối với quý anh chị của chúng ta. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cơ thể phát ra đều có thể là do lời cảnh báo của cơ thể của chúng ta nhắc nhở bạn rằng nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Lưu ý rằng tháng này nhiều việc khiến bạn phải suy nghĩ, tính toán, tinh thần quẩy quẩy cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể chất của chúng ta. Bạn nên điều chỉnh tâm lý, học cách suy nghĩ thoáng. Mọi chuyện thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua đối với quý anh chị của chúng ta. Là chúng ta cần phải tránh tình trạng thức khuya, ngủ sau 10 giờ, 11 giờ nó rất là hại cho gan thận của chúng ta. Nhất là những quý anh nào mà lớn tuổi đó, chúng ta có bệnh nền thì chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng cái chế độ ăn uống thức khuya và cố gắng là tập dưỡng sinh vào buổi sáng sớm ít nhất 10-15 phút trước khi chúng ta bắt tay vào một công việc mới. Hít thở không khí trong lành, chạy bộ, tập yoga gì đó để cho sức khỏe chúng ta ổn định hơn. Thường ngày tuổi Mùi có thể tăng cường sức đề kháng bằng cách bổ sung thực phẩm nhiều dưỡng chất, tập thể diện, thể thao gì đó đều vừa dặn với sức của mình. Và nhớ là ăn uống theo cái ngữ khoa học, hạn chế là chúng ta ăn cho qua lo hay là ăn không đúng giờ, ăn thất thường là cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì đó là giác lại cũng tóm tắt sơ cái tháng 12 âm lịch cho quý anh chị em tuổi Mùi cái tháng chạp này. Giác lại sẽ đọc từng con giáp và cho quý anh, quý em, chị tuổi Mùi để chúng ta vận dụng cái phong thủy vào trong cuộc sống, hoặc là chúng ta vận dụng cái màu sắc vào trong cuộc sống, hay là chúng ta vận dụng cái tuổi hợp, tuổi không hợp để chúng ta có thể nắm bắt thêm. Đầu tiên là tuổi Ất Mùi mạng kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, nên hành sự thận trọng, luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo trước mọi công việc trong cái tháng chạp này đối với anh chị em tuổi Ất Mùi. Quý nhân hợp đối với anh chị em tuổi Ất Mùi đó là tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn đối với anh chị em tuổi Ất Mùi mạng kim đó là màu trắng và màu xanh. Tiểu nhân không hợp đó là tuổi Tức và tuổi Thân đối với quý anh, quý chị tuổi Ất Mùi mạng kim. Chúc quý anh chị tuổi Ất Mùi mạng kim tháng 12 âm lịch may mắn hơn, thành công hơn. Xin chào. Tiếp theo là tuổi Đinh Mùi mạng thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, tiềm tàng họa tiểu nhân ngán đường, phá hoại công sức, cẩn thận. Đừng để cho những kẻ tiểu nhân nó có cơ hội quấy phá chúng ta. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Đinh Mùi mạng thủy đó là tuổi Mùi và tuổi Mão đồng tuổi chúng ta. Màu sắc may mắn là màu xanh và màu đen. Tiểu nhân không hợp là tuổi Thìn và tuổi Tức đối với quý anh chị tuổi Đinh Mùi. Chúc anh chị tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch may mắn hơn, thành công hơn. Tiếp theo là tuổi Kỷ Mùi mạng quả, nam Sa La Hầu, nữ sao Kế Đô, tiền bạc dễ bị thất thu, có thể còn xảy ra tranh chấp về vấn đề tiền bạc trong cái tháng 12 âm lịch này. Mọi chuyện nên hành sự cẩn trọng. Một câu nhịn chín câu lành đối với quý anh chị chúng ta. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Kỷ Mùi mạng quả là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn đối với anh chị em tuổi Kỷ Mùi đó là màu hồng và màu trắng. Tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Chúc anh chị em tuổi Kỷ Mùi tháng chạp âm lịch may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tiếp theo là tuổi Tân Mùi mạng thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, mâu thuẫn liên tục xuất hiện giữa các cặp đôi vợ chồng khắc khẩu, nên nhìn về những ưu điểm của nhau nhiều hơn, học cách bao dung hơn, chúng ta nên tâm sự với nhau nhiều hơn.
dung đắp chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Tân Mùi, Mạng Thổ là tuổi Hợi và tuổi Ngọ, tiểu nhân không hợp là tuổi Tý và tuổi Thìn, và màu sắc là màu trắng và màu vàng đối với anh chị em tuổi Tân Mùi, Mạng Thổ. Chúc anh chị em tuổi Tân Mùi, Mạng Thổ tháng 12 âm lịch thành công hơn, tốt đẹp hơn đối với quý anh, quý chị chúng ta. Tiếp tục là tuổi Quý Mùi, Mạng Mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm. Chú ý vấn đề tham gia giao thông trong cái tháng cũ mặt này. Cái tháng này thì người tuổi Mùi người ta ví như cái tháng cũ mặt. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu đỏ. Tiểu nhân không hợp là tuổi Tức và tuổi Sửu. Chúc quý anh chị tuổi Mùi trong cái tháng chạp, cái tháng 12 âm lịch này, chúng ta có được nhiều được cái vận may, cũng như là cố gắng tích thêm nhiều việc công đức, làm nhiều việc phước thiện, và đặc biệt là cố gắng ổn định cái tình cảm của chúng ta, để chúng ta chuẩn bị bước vào cái năm mới với thể trạng sức khỏe tốt, rồi tình cảm tốt đẹp hơn, đầu năm đầu tháng gia hòa và sự hưng. Nếu mà chúng ta vì một vấn đề nào đó để chuyện tình cảm của chúng ta xảy ra xung đột đầu năm đầu tháng mà hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thì sẽ không tốt. Và đặc biệt là cái sức khỏe chúng ta không có vấn đề gì đáng lo, nhưng quý anh quý chị chúng ta cũng cần phải cố gắng dung đắp thêm. Khi thấy cơ thể chúng ta có cái triệu chứng gì là chúng ta nên đi khám bác sĩ ngay, không nên do dự, không nên chần chừ, vì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta uống thuốc để chúng ta khắc phục nó tốt hơn. Và đặc biệt là liên quan tới cái vấn đề tiền bạc thì quý anh quý chị chúng ta nên cẩn thận, có cái vận tiểu hao trong cái tháng 12 âm lịch này. Chúng ta hạn chế đeo đồ trang sức quý giá khi chúng ta đi ra ngoài đường. Và đặc biệt là quý anh quý chị chúng ta nhớ là hạn chế không cho người khác vay mượn tiền hoặc đứng ra bảo lãnh tiền bạc dùm cho ai. Đó là cái vấn đề quan trọng. Chúng ta tham gia giao thông xe cộ chúng ta nên cẩn thận, vì trong cái tháng 12 âm lịch này là cái tháng kỵ của chúng ta. Chúng ta có cái quả quý quan. Kính mong quý anh chị chúng ta xem tham khảo, xem về cái mặt nào đó thuận lợi tốt, anh chị em chúng ta cũng có thể chủ động hơn, cho nắm bắt cơ hội trong cái tháng 12 âm lịch cho tốt đẹp hơn đối với quý anh chị chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Còn tùy thuộc vào cái phước đức, cái nhân duyên, nếu chúng ta có đủ phước báo thì nó sẽ tốt, càng thêm tốt. Cố gắng tích thêm nhiều việc công đức, làm nhiều việc phước thiện, đừng làm những việc nào đó trái với nhân quả, trái với pháp luật trong cái tháng cũ mật này. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.